Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với series đầu tư chứng khoán dành cho người bắt đầu, được chiếu trên kênh Chứng khoán TV của AZP Việt Nam. Tiếp nối cho series về các khái niệm cổ phiếu có trên sàn chứng khoán mà chúng ta đang cùng nhau tìm hiểu trong những nội dung clip gần đây. Ở clip ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu nội dung về cổ phiếu ESOP, tức là cổ phiếu có từ hoạt động ESOP của doanh nghiệp. Nó có lợi ích gì? Cũng như là có những cái tác động không tốt như thế nào đối với hoạt động của doanh nghiệp cũng như là lợi ích của cổ đông mà những nhà đầu tư chứng khoán như chúng ta cần phải biết đến. Đầu tiên, cùng nhau chúng ta sẽ tìm hiểu khái niệm ESOP là gì. Vâng, đầu tiên thì có thể nói khái niệm về ESOP đó là tên viết tắt của 4 chữ cái đầu trong cái cụm từ là Employee Stock Ownership Plan, hay chính là việc công ty bán cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ nhân viên xuất sắc sau một thời gian cống hiến cho công ty. Vâng, đây có thể nói là một hoạt động tri ân của doanh nghiệp dành cho những cá nhân gắn bó lâu dài với công ty và có những đóng góp đặc biệt xuất sắc, thường là những cán bộ quản lý hoặc là nếu mà là nhân viên bình thường thì phải có những cái đóng góp gì đấy thực sự là xuất sắc thì sẽ được nhận cái ưu đãi này của doanh nghiệp. Và cái hình thức này thì thường được các doanh nghiệp thực hiện như sau. Đó là công ty sẽ bán cổ phiếu với cái thông tin mà quý vị đang nhìn rất rõ đây, đó là cái dòng chữ màu đỏ, với cái giá thấp hơn khá nhiều so với giá thị trường đang được giao dịch. Vâng, đây được coi là cái việc mà chia sẻ lợi ích của cổ đông công ty dành cho nhân viên. Cổ đông công ty thì có thể coi là đồng sở hữu của doanh nghiệp. Vâng, cho nhân viên tức là những người đang ngày đêm chăm chỉ cống hiến cho doanh nghiệp để tạo nên một doanh nghiệp có nhiều lợi nhuận hơn rồi phát triển bền vững hơn. Thì đó chính là cái hoạt động mà tri ân của các cổ đông, các đồng sở hữu của doanh nghiệp cho những người đang trực tiếp đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp đó, đó là nhân viên. Vâng, và đặc điểm của ESOP, vâng ạ, đặc điểm của ESOP, cái này là nội dung mà chúng ta cần phải đặc biệt chú ý. Đó là thông thường thì khi và chỉ khi công ty hoạt động kinh doanh có hiệu quả, có kết quả kinh doanh vượt kế hoạch thì cán bộ nhân viên mới được phát hành ESOP. Cái điều này có thể coi là một điều gần như là chắc chắn. Do vậy, đây là một cái lưu ý rất quan trọng đối với chúng ta khi lựa chọn cổ phiếu. Thường thì những công ty nào mà có hoạt động ESOP phát hành cổ phiếu ưu đãi cho nhân viên thì thường đó phải là những công ty có hoạt động kinh doanh hiệu quả. Và ở Việt Nam thì thông thường các doanh nghiệp đã và đang phát hành ESOP với cái giá là 10.000 đồng một cổ phiếu, tức là bằng với giá trị của mệnh giá cổ phiếu. Ví dụ ở đây chúng tôi đưa ra gồm có hai doanh nghiệp. Thứ nhất là MWG, Thế Giới Di Động. Vâng, ở cái thời điểm mà họ giao dịch với cái giá khoảng 100.000 đồng thì Thế Giới Di Động phát hành ESOP cho nhân viên với giá là 10.000 đồng. Cái trường hợp thứ hai với chứng khoán Sài Gòn SSI thì ở thời điểm họ giao dịch là 30.000 đồng thì họ phát hành cho nhân viên với giá là 10.000 đồng. Thì quý vị và các bạn có thể thấy là cái giá phát hành cổ phiếu ưu đãi ESOP cho nhân viên là thấp hơn rất nhiều so với cái giá trị mà đang được giao dịch ở trên sàn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nói đến cái đặc điểm thứ ba, đó là cái lượng cổ phiếu ESOP thì theo quy định sẽ không được vượt quá 5% cái số lượng cổ phiếu mà công ty đang lưu hành trên thị trường. Cái con số 5% rất quan trọng. Nếu như bạn nào có cái câu hỏi thắc mắc là tại sao cái lượng cổ phiếu ESOP lại không được vượt quá 5% thì hãy comment vào bên dưới clip này và AZP Việt Nam sẽ giải thích kỹ hơn cho quý vị và các bạn. Tiếp theo, cái đặc điểm thứ tư đó là cái này rất quan trọng này, cái này cực kỳ quan trọng. Đó là về ESOP thì thường sẽ được giới hạn cái việc chuyển nhượng một phần hoặc là giới hạn toàn bộ cái lượng cổ phiếu mà được ESOP ra cho nhân viên. Thường là sẽ trong vòng khoảng từ 1 đến 4 năm. Cái điều này có nghĩa là gì ạ? Sau cái thời hạn này, tức là ví dụ là khoảng từ 1 đến 4 năm đi, thì người nắm giữ mới được bán cổ phiếu trên thị trường. Nó có nghĩa là quý vị và các bạn nếu như đã được nhận cổ phiếu ESOP của một doanh nghiệp mà các bạn đang làm việc thì các bạn sẽ có một thời gian cam kết, ví dụ đi là 3 năm chẳng hạn, với toàn bộ cổ phiếu đó
không được bán ra ngoài thị trường. Các bạn sở hữu nó nhưng nó không có tính thanh khoản, nó không được bán ra ngoài thị trường. Vâng, trên đây là những cái nội dung liên quan đến các đặc điểm của ESOP. Vậy thì chúng ta sẽ đến những cái phần quan trọng hơn, những phần mà chúng ta rút ra những cái kinh nghiệm cũng như là ứng dụng trong việc đầu tư chứng khoán là gì. Thì đầu tiên hãy đến với mặt tích cực của ESOP. Thứ nhất, nó sẽ đóng góp vào cái việc thúc đẩy nhân viên làm việc tốt hơn, hiệu quả hơn. Và nguyên nhân là bởi vì họ có một cái động lực trực tiếp, đó là khi giá cổ phiếu tăng thì người nhận cổ phiếu ESOP sẽ càng có lợi. Và đương nhiên rồi, nếu như họ làm việc chăm chỉ hơn, hiệu quả hơn thì doanh nghiệp của họ phát triển, nó sẽ phản ánh vào giá cổ phiếu sẽ cao hơn, và bản thân họ đã là những người đã nhận cái cổ phiếu ESOP rồi thì họ sẽ càng có lợi. Đây là một lợi ích mà có thể nói là hết sức thiết thân đối với ai? Đối với nhân viên, những người làm việc xuất sắc và nhận được cổ phiếu ESOP trước đó. Và nó sẽ trực tiếp tác động tích cực đến cái hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đó là yếu tố thứ nhất. Cái lợi ích thứ hai đó là đây sẽ là một cái sợi dây hết sức chắc chắn. Nó sẽ gắn kết cán bộ công nhân viên giỏi, xuất sắc của các doanh nghiệp, gắn bó với công ty lâu dài hơn. Cái keyword ở đây tức là gắn bó lâu dài hơn. Thì nó thể hiện ở cái gì? Nguyên nhân của nó là nhân viên sẽ cần phải làm đủ thời gian cho doanh nghiệp trong cái thời gian hạn chế chuyển nhượng. Sau đó thì mới được nhận toàn bộ cổ phiếu ESOP. Đó là một cái ràng buộc mà rất nhiều công ty hiện nay đang áp dụng trên thị trường. Thì nó sẽ là một cái ràng buộc rất quan trọng, giúp cho tăng cái tính cam kết trong công việc, trong cái việc gắn bó với doanh nghiệp của những người nhân viên đã và đang làm việc xuất sắc và đã được nhận ESOP. Doanh nghiệp thì đương nhiên là không muốn mất những người này rồi. Do vậy sẽ phải có một số cái điều khoản tương đối chặt chẽ với những cá nhân đã nhận được cổ phiếu từ những đợt ESOP của công ty. Vâng, đó thì là những cái mặt tích cực, xin lỗi các bạn. Còn cái mặt tiêu cực hay là những cái mặt có hại của ESOP thì sao? ESOP thì vẫn thường là một cái chủ đề gây tranh cãi trên sàn chứng khoán. Có nhiều người không thích đâu, rất nhiều nhà đầu tư không hề thích các doanh nghiệp mà ESOP nhiều. Chúng ta sẽ nói ở phần sau. Lý do của nó là gì? Thì cái mặt tiêu cực đầu tiên đó là ESOP làm cho pha loãng cổ phiếu và làm giảm cái lợi ích của cổ đông hiện hữu. Thì cái việc pha loãng cổ phiếu là gì và tại sao lại giảm lợi ích của cổ đông hiện hữu? Thì quý vị có thể xem vào ví dụ của chúng tôi. Đó là ví dụ một công ty mà hiện tại đang có 100 triệu cổ phiếu nhá. Thì với cái lợi nhuận sau thuế là 105 tỷ. Đấy, thì cái chúng ta sẽ tính được cái lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu là EPS sẽ là khoảng 1.050 đồng. Và nếu như công ty ESOP 5% thì EPS chỉ còn 1.000 đồng. Tức là 5% ở đây tức là công ty sẽ phát hành thêm 5% so với cái số mà 100 triệu cổ phiếu ở đây là sẽ có thêm 5 triệu cổ phiếu. Thì nó sẽ giảm xuống còn đâu đấy khoảng 1.000 đồng. Thì quý vị và các bạn đã thấy cái EPS nó giảm chưa? EPS giảm tương ứng luôn. Thì nó sẽ làm giảm lợi ích của cổ đông hiện hữu. Còn việc pha loãng thì đương nhiên rồi, cái khái niệm pha loãng thì nó sẽ dễ hiểu hơn. Bạn nào mà không hiểu nhá thì hãy comment ở phía dưới, Azefin sẽ giải thích cho các bạn kỹ hơn. Đấy, và chúng ta sẽ trực tiếp nhìn con số ở đây, chúng ta sẽ thấy là cái EPS của mình giảm rồi. Mà EPS giảm thì đương nhiên là lợi ích của cổ đông hiện hữu sẽ thấp hơn. Ok, và cái điểm không tốt thứ hai đó là ESOP thì làm tăng cái lượng cung cổ phiếu, làm tăng lượng cung. Nhưng vấn đề là lượng cung là gì? Lượng cung ở đây lại gồm tương đối nhiều những cổ phiếu có giá rẻ ở trên thị trường. Giá rẻ là sao ạ? Vâng ạ, ở trong ví dụ trước đó chúng ta thấy là Thế Giới Di Động phát hành với giá 10.000. Đấy, ngang mệnh giá trong khi nó đang được giao dịch với giá là 100.000. Thấp quá chứ ạ. Ví dụ mà các bạn là nhân viên của Thế Giới Di Động mà chúng ta nhận được cái cổ phiếu ESOP sau, ví dụ là sau 3 năm làm việc đi. Hết cái thời hạn giới hạn rồi, 3 năm làm việc rồi. Mà giá lúc đấy của nó là cứ cho là không tăng đi 100.000. Các bạn nhận với 10.000 các bạn có bán không ạ? Bạn cũng sẽ rất khó nói. Tuy nhiên thì sẽ có tương đối nhiều người có nhu cầu để bán. Và nó sẽ tạo áp lực không tốt lên giá cổ phiếu. Đấy, bởi vì nhiều người mua được cổ phiếu với giá rẻ như tôi đã nói trước đó. Nên là họ sẽ sẵn sàng bán ngay, ngay khi có cơ hội. Thì đó là cái mặt tiêu cực thứ hai. Cái mặt này thì khá là dễ hình dung trên góc độ tâm lý thôi. Và cái điểm thứ ba đó là xét trên một góc độ nhất định nào đó. Thì cái phần giá chênh lệch giữa cái thị giá cũng như là giá ưu đãi trong việc ESOP cho nhân viên thì nó cũng coi như là một cái chi phí ăn mòn lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp. Đấy. Và công ty thì lại còn mất thuế cho khoản chênh lệch này.
Đó, cũng là thêm một cái mặt tiêu cực nữa mà nó góp phần làm cho cái chủ đề gây tranh cãi của các nhà đầu tư trên sàn chứng khoán, đó là ESOP là một hoạt động mà tốt hay là không tốt cho các cổ đông hiện hữu. Ví dụ như một doanh nghiệp mà có thể gọi là một công ty mà rất tích cực ESOP, đó là Thế Giới Di Động ạ. Thì cũng rất nhiều người nói là nó ESOP nhiều quá, tôi không thích, nó không hề tốt, nó ảnh hưởng rất nhiều đến lợi ích của cổ đông hiện hữu. Đó là cái luồng tranh cãi mà nếu như quý vị và các bạn chúng ta cũng có cái quan điểm tương tự, hoặc là quý vị tìm ra thêm một cái góc độ tích cực hay tiêu cực nào khác của cái việc ESOP đối với doanh nghiệp, thì hãy comment ở bên dưới clip của anh Jeffin và chúng ta cùng thảo luận sâu hơn nhé. Đây sẽ là clip cuối cùng trong series các kiến thức cơ bản của anh Jeffin Việt Nam cho những nhà đầu tư chứng khoán mới bắt đầu tham gia thị trường. Chúng tôi sẽ dành một thời gian nhất định để nghiên cứu và sẽ trở lại với những clip ý nghĩa hơn nữa, có giá trị hơn nữa đối với các nhà đầu tư. Đây là điều mà AJP Việt Nam sẽ luôn cam kết với quý vị và các bạn, trong thời gian tới sẽ luôn có những series mới và có giá trị nhiều hơn nữa, có tính lan tỏa tới cộng đồng các nhà đầu tư chứng khoán, giúp cho chúng ta trở thành những nhà đầu tư thông minh hơn và hiệu quả hơn, cũng như là có một hành trình đầu tư thực sự hạnh phúc và quý vị và các bạn sẽ luôn hài lòng với những kiến thức cũng như là những kinh nghiệm mà AJP Việt Nam sẽ chia sẻ đến quý vị và các bạn. Vì vậy, quý vị và các bạn hãy tiếp tục ủng hộ AJP Việt Nam bằng cách subscribe, comment và chia sẻ những clip của chúng tôi nhé. Chào thân ái và quyết thắng!